Bây giờ ai? Em lên. Nhưng mà nó hoang mang quá vậy. Em nha. Cố lên. Bên mình là ai? Em ạ. Vy, xin mời. Cố lên. Bây giờ mình muốn thỏa thuận hay là quán tù gì để tìm ra ai có quyền lợi thế hơn lên trước lên sau? Chị ơi, em xem chị từ lúc mà chị còn, tức là bây giờ chị nhiều follower rồi, em xem chị từ lúc chị vừa bớt giao lưu đấy, cho nên bớt, chị bớt giao lưu, nó không có nhường đâu nghe. Cho em liên hai, em lo lắm. Đừng có nhường quán tù gì đi, kẻ địch đang thắng chúng thì ta một không. Định quánh nãy giờ rồi. Mình người ta định quánh tù gì, bây giờ em không tù gì, tao quánh em, tao quánh em bây giờ. Mình thương thảo mà anh. Ý là bây giờ nè, ai lên sau ấy? Thì lên, ai muốn lên lên. Em muốn lên sau. Thì lên sau, lên trước đi. Lên trước đi. Không chịu. Quán tù gì? Quán tù gì đi cho ai thắng được chọn. Ai thắng có quyền quyết định. Ok ạ. 3 2 1. Thắng anh quyết định, lên. Ôi ơi. Nhưng không được, phải lên. 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 Quán tự nhắc cô ra, lên. Chuẩn bị đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Bắt đầu. Vé đi đến nơi nào mà dù bạn bỏ bao nhiêu tiền cũng không mua được? Vé gì? Khoan, đầu tiên là em nghĩ là phương án là vé lên thiên đường này, hoặc là bỏ bao nhiêu tiền cũng không mua được này. Chính xác. Úi! Rồi, dấu gì dành cho những người thất tình? Dấu gì dành cho những người thất tình? Dấu là giờ y hay là dê hả chị? Giờ. Giờ. Dấu gì? Gió mưa rơi. Chết ta. Rồi, trong bài hát Dấu Mưa của ca sĩ Trung Quân Idol, sau khi cơn mưa đi qua, chuyện gì xảy ra? À, để lại từng nhớ trong em mùa xuân. I love you. Một cơn mưa đi qua, để lại Quân ơi, Quân ơi. Giờ đây không là chính xác. Quân ơi, nếu em có lỡ đang xem. Nó nhớ, để lại nó nhớ. Hay quá, vỗ tay sai bét rồi. Đáp án là để lại những ký ức anh và em. Bà không biết thì bà qua đi, không bà lấy bài khác bà rap vô bài của người ta. Tội nghiệp thằng nhỏ đang ngồi trước mặt anh nhỏ, nói ủa bài của tôi mà sao kỳ vậy. Em xin lỗi anh Trung Quân ạ. Em ơi, rất tiếc cho em, lại là bài này nữa. Em biết mà. Trong bài hát Dấu Mưa của ca sĩ Trung Quân Idol có bao nhiêu câu anh yêu em? Anh yêu em, thực ra em nghĩ là Trung Quân thì sẽ có cái cách thể hiện tình cảm rất là tế nhị, cho nên họ sẽ không nói anh yêu em đâu. Em nghĩ là không có câu nào. Chính xác. Không có anh yêu em, chỉ có câu là I love you so à, vậy thôi. Rồi, câu thứ 5. Trong bài hát Diễm Xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có bao nhiêu từ diễm xuất hiện? Mà có bao nhiêu từ diễm trong này? Đúng rồi. Hay em có thể trả lời là không có từ diễm nào. Chính xác. Ủa, tại sao em biết là không vậy? Nhiều lúc người ta bảo đây là kỹ năng sống còn. Kỹ năng sống còn. Trời ơi, nó đoán mò nó kỹ năng sống còn. Vâng, hỏi tiếp tục ạ. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Dạ. Mẹ của ba con heo là con gì? Mẹ của ba con heo là con gì? Là con heo. Đúng rồi. Rồi. Mẹ của ba con heo gọi ba của ba con heo là gì? Ba con heo gọi bằng miệng. Không, chính xác. Đáp án là chồng. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Heo gì lúc nào cũng chóng mặt? Heo gì lúc nào cũng chóng mặt? Đúng. Ăn rồi. Heo gì? Ăn heo thì là khi nào cũng mệt mỏi, không khỏe mạnh gì cả. Ăn heo gì? Không, chính xác. Đáp án heo quay. À, heo gì không cần ăn một tuần vẫn sống? Heo gì? À, heo đất. Chính xác. Trong 12 con giáp, con heo đứng sau con gì? Thí sự Tân Mão, Thìn Thị Ngọc Mùi Thân Dậu, Tuất Hợi, đứng sau con Tuất, con chó. Chính xác. Chị ơi, Thanh Linh cùng cái gì cắt được kim cương? Cái gì cắt được kim cương? Cái cưa kim cương. Chính xác. Oh yeah, đúng rồi. Vẫn như là vậy là... Như
vậy là hết giờ. Vâng ạ. Và Khánh Vy đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Chúng ta cùng gặp gỡ Trang Hy. Để rồi coi. Để rồi coi. Sẽ... chị sẽ hiểu. Chị cũng không hiểu luôn. Sẵn sàng chưa? Cố lên chị. Vô, vô, dạ vô. Em ba câu. Dạ. Cố lên. Mình giao lưu chút được không? Dạ, dạ được. Hồi xưa mình học trong trường trung học phổ thông cơ sở đó. Mà hồi đó mình có học về heo, về bò gì không? Dạ, có nhắc tới con heo, con bò. Có nhắc tới heo, con bò. Con bò mà nó mặn thì gọi là bò gì? Bò mà nó mặn, có bò ướp. Bò mặn là bò kho. Thì ướp lên rồi mới kho. Đúng rồi. Đó, đây là đang test. Thôi được rồi, giờ mình vô câu chính luôn đi. Dạ, chúng dạ. ta cùng Trang Hy nhanh như chớp. Vé đi đến nơi nào mà dù bạn bỏ bao nhiêu tiền cũng không mua được? Lên trời. Ủa đâu? Lên thiên đường. Lên thiên đường á anh? Thực sự ra thì nhiều người nghĩ rằng là lên một cái thiên đường là một nơi nó thần thánh, nó linh cái gì đó. Nhưng mà thực sự là thiên đường với cuộc sống hiện tại là không có thật, đúng không? Tức là được đúng không anh? Dạ, là sao ta? Thôi lên đi em, anh nhức đầu quá. Dạ đúng. Dấu gì dành cho những người thất tình? Dấu gì dành cho những người thất tình? Bên kia bị tay chân là sao đấy? Không được nhát. Trời ơi, đồ người ta mà nhắc hoài vậy ba. Nhưng em tính đi chăng nghỉ. Dấu giày. Dấu giày. Không, chính xác. Dấu mưa. Hoặc là dấu tình sầu. Rồi, tiếp tục. Trong bài hát Dấu mưa của ca sĩ Trung Quân, biết bài này không? Dạ, biết. Hát sao? Dạ, nhắc em khúc đầu. Đường vào tim em thôi. I love you so. Đó. Một cơn mưa đi qua, ai nhớ đây? Một cơn mưa đi qua để lại. Bây giờ cho câu hỏi. Trong bài hát Dấu mưa của ca sĩ Trung Quân Idol, sau khi cơn mưa đi qua, chuyện gì xảy ra? Những ký ức anh và em. Lên. Vừa rồi là mình mới hát hay là mình đọc rap vậy? Đọc rap vậy? Thì mình hát anh, thì mình chung. Thôi. Hay, dễ thương. Trong bài hát Dấu mưa của ca sĩ Trung Quân Idol có bao nhiêu câu anh yêu em? Hình như không có, chỉ có I love you so. Không có anh yêu em luôn. Trong bài hát Diễm xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Rồi ăn. Có bao nhiêu từ Diễm xuất hiện? Có thể ngân nghe một chút giai điệu của bài này ai đó. Biết. Xưa rồi Diễm ơi. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp đồ. Hình như không có xưa rồi Diễm ơi. Làm gì có Diễm xưa. Phải có từ Diễm thì tác giả mới đặt tên đó là Diễm xưa. Hoặc là tác giả muốn tặng bài này cho chị Diễm. Nhưng mà đặt cái tên có chữ Diễm là đủ để biết là gửi cho chị Diễm rồi. Không cần phải gọi chị Diễm nữa đâu. Vậy thì chắc là không có chị Diễm đâu. Dù sao em cũng không biết là số nào. Thế lên trời. Mẹ của ba con heo là con gì? Là con gì hả anh? Mẹ của ba con heo là con heo chứ con gì? Lên. Rồi. Là hiện tại là đã lên số 4 là hơn mình rồi đúng không? Dạ. Cố lên. Mẹ của ba con heo gọi ba của ba con heo là gì? Mẹ của ba con heo. Mẹ của ba con heo gọi ba con heo là con heo. Không, chính xác. Rồi xuống luôn. Chắc là vợ chồng hả? Em nghĩ vậy. Chính xác. Rồi dạ rồi. Vô không có gì. Heo gì lúc nào cũng chóng mặt? Heo gì lúc nào cũng chóng mặt? Heo quay. Lên. Heo gì không cần ăn một tuần vẫn sống? Hái heo. Heo thì. Không, chính xác. Ủa, heo lúc này em cũng đoán là ăn heo thì nhưng mà là câu trước. Đáp án là heo đất hoặc là heo đồ chơi. Ồ, trời ơi, dễ. Trong 12 con giáp, con heo đứng sau con gì?
Thế thì giờ mẹ con Thình bị ngọ mùi thân vào tức thời con chó. Lên. À, em xin lỗi. Dạ em nói nghe nó hơi nặng nhưng mà nó lại con cuốn. Con chó dạ. Đúng rồi. Dạ dạ, tại vì nghe kỳ quá. Cái gì cắt được kim cương? Kim cương. Lên. Trong chuyện công chúa ngủ trong rừng, hoàng tử đã hôn vào má hay vào trán của công chúa? Trán. Không chính xác, vào môi. Hết. Ủa, giờ hết giờ rồi, dù sao em cũng rất giỏi, 2 phút mang về 4 đáp án. Hơn bên kia tỷ số 1 đều.